Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an. Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay hội thánh mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là Đức Mẹ đau khổ, thương khó, thống khổ. Đức Mẹ là mẹ Đức Giêsu trong cuộc đời 33 năm của Đức Giêsu, mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương lời tin báo của ông simeon cuộc chạy trốn sang ai cập lạc mất chúa ba ngày vác thập tự giá lên đỉnh can vê bị đóng đinh và chết trên thập tự giá tháo xác chúa và táng xác chúa truyền thống hội thánh vẫn suy niệm về bảy sự thương khó của đức mẹ như vậy Tại sao hội thánh muốn chúng ta mừng lễ này? Thưa là vì muốn chúng ta kính nhớ đến các sự thương khó của Đức Mẹ. Bởi vì mẹ là mẹ Chúa Giêsu, mẹ của chúng ta và mẹ được hiệp thông vào công trình cứu độ của Chúa. Bài tin mừng hôm nay là một minh chứng hùng hồn cho giây phút đầy bi thương của Mẹ Maria khi mẹ đứng dưới chân thập giá, trong giây phút con của mẹ hấp hối chứng kiến cái chết của con yêu dấu đấng vô tội mẹ giữ trọn tấm lòng kiên trung và trung tín. Mẹ đã không gục ngã cho dù một lưỡi gươm đã đâm thấu trái tim con của mẹ, nước và máu chảy ra. Cùng lúc cũng có một lưỡi gươm vô hình khác đâm thâu trái tim của mẹ. Lời ông Simeon trước đây nói với mẹ giờ đã ứng nghiệm. Cũng là lời ca nhập lễ hôm nay. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải hư vong hay được cứu độ. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Phần bà, bà sẽ phải nát ruột nát gan như bị lưỡi gươm đâm thấu. Nhưng chính giây phút đau thương nhất, chính giây phút tử thần tưởng chừng như nuốt chừng Chúa Giêsu và mẹ Maria, giây phút ấy lại là giây phút ơn cứu độ được tuôn tràn. Mẹ và Chúa Giêsu là e và mới và Adam mới sinh ra dòng giống được cứu độ bởi nước và máu từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm cứu độ luôn bao hàm cuộc khổ nạn, phục sinh. Khổ nạn phục sinh là mầu nhiệm cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu. Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao môn đệ Gioan cho mẹ. Gioan là đại diện của nhân loại được cứu độ. Nói cách khác, hội thánh phải kính nhớ các sự thương khó của Đức Mẹ vì Mẹ cùng Chúa đã sinh chúng ta ra trong mầu nhiệm khổ nạn. Chúng ta thực sự là con cái của E và Mới và Adam Mới, là Đức Maria và Chúa Giêsu trở thành dân thánh của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, kính nhớ mẹ sầu bi không phải là chúng ta bày, bày tỏ chút cảm thương, sầu muộn vì mẹ phải chịu quá nhiều đau khổ Phải hơn là chúng ta đã nhận mẹ làm mẹ Thì chúng ta cũng học và sống noi gương mẹ Chúng ta phải kiên trung và trung tín Trong khi vác thập giá đời mình theo Chúa như mẹ Maria Như lời của Thánh Tông Đồ phê -rô, Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu Anh em hãy vui mừng bấy nhiêu để khi vinh quang người tỏ hiện anh em cùng được vui mừng hoan hỉ. Lạy mẹ Maria, lạy mẹ sầu bi. Tưởng nhớ kính mến mẹ làm chúng con thêm vui mừng bởi vì mẹ chịu muôn vàn nỗi thống khổ là vì tất cả chúng con. Nhìn lên mẹ là mẫu gương, xin mẹ truyền cầu ơn Chúa cho chúng con được vững vàng, trung tín, vác thập giá cuộc đời chúng con theo Chúa không than van oán trách không giận hờn và sợ hãi nhưng trung kiên theo chúa đến cùng mai ngày chúng con mong được gặp mẹ yêu dấu của chúng con trên thiên đàng amen